Hôm nay tao với U làm bánh, mày mang một ít về bên đấy. Bên ấy thế nào rồi? Con định về ở với U. Sao phải về? Mẹ ăn mới chả nói. Mày nói tao nghe xem nào. Sao phải về? Chứ còn biết làm sao nữa. Còn hơn sống. Mà suốt ngày người ta cứ nhìn vào bụng con. Người ta lấy mày về là để có con, có cháu nối dõi tông đường. Mày không đẻ được là lỗi của mày con ạ. Thế hôm nay đi khám, bác sĩ bảo sao? Chả bảo sao cả. Thế lão Nghĩa đã đi khám chưa? Anh ấy cũng bận tối ngày, thời gian đâu mà đi. Khám thì phải khám cả vợ lẫn chồng chứ. Biết đâu lỗi ở lão ấy, hồng khéo bị chất độc da cam ở chiến trường ấy. Hạnh về đấy hả con? U chưa ngủ ạ? Hạnh này, hôm qua hay là con... Con nghe người ta nói U định cưới vợ cho nhà con. U xin con, thấy U chỉ có một mình thằng Nghĩa. U xin con, U xin con đấy. U... Kìa con, U xin con hãy rộng lượng. Họ Nguyễn không thể tuyệt tự được. Có cháu nối dõi thì U đây chết mới yên lòng. Thế U đã thấy nhắm được đám nào chưa ạ? À, ngồi xuống đây con. Làng bên có con sen, nhà nó tốt giống lắm. Con chị nó lấy chồng, đẻ được 5 con mà giặt dai cả. Cô ấy có đồng ý không ạ? Nó chỉ chờ con có nhời. U muốn con làm đơn ra xã để cho xã chấp nhận thôi, chứ con vẫn là cả, còn nó là lẽ. Anh Nghĩa đã biết chuyện này chưa? Có lần U nói, nó bảo... Anh ấy bảo sao ạ? Nó bảo, con đã chờ nó 10 năm, giờ nó để cho con quyết. U, mai con lên đơn vị, thăm nhà con. U cứ để con cố lần nữa. Nó có vẻ đồng ý. Nó thừa hiểu rằng thằng Nghĩa nhà mình không bao giờ bằng lòng như thế.
Mày đã điện cho Nghĩa chưa? Này, mày đừng làm gì dại dột đấy. Tao sắp mất Nghĩa rồi. Tao không trách Nghĩa đâu. Dâu ơi, mày bảo tao phải làm gì bây giờ? Thì nói thẳng với mọi người là tại Nghĩa, chứ không phải tại mày. Ai sẽ tin tao đây? Thì cứ đưa giấy khám ra, mọi người phải tin chứ. Liệu có ai tin tao không? Lúc đấy tao còn giữ được Nghĩa không? Mày xem, ở cái làng này cả ngàn đời nay có ai bảo đàn ông không biết đẻ? Mày khổ quá ấy.